Hôm nay cắt được gì? Em chưa biết anh ạ. Cắt tóc ngắn không? Ok anh. Cắt tóc ngắn nhé. Ok anh. Ngắn hẳn luôn nhé. Vâng. Chơi luôn đi anh. Một cái này là cho hở chán này nhé. Vâng. Không phủ chán này nữa nhé. Vâng. Đến mấy mùa đông anh để kiểu này sau, được chưa? Vâng, ok. Ok, đầu tiên là xem cái màu ở đây. Sau đó là cắt cho em hai bên này cao cao lên trước đã. Đấy, thì hai bên cao cao mát. Ok nhé em. Vâng. Đấy, mát tầm này thôi, trắng nữa mặt em nó lại hơi lộ, được chưa? Đấy, xong bấm cho em phát ở giữa gáy như thế này. Đấy. Thì em sẽ ra được cái gáy. Em biết quả gáy này quả gáy gì không? Không ạ. Quả gáy này là quả gáy bình dân. Tự nhiên là sấy khô nó sẽ thành như vậy nhá. Đây là tóc ngắn sấy khô là như vậy nhá. Tự nhiên như vậy, bây giờ vuốt lên thì nó sẽ là như này. Em có buồn nếu anh để lại cây biến sông cứ cố đi sao?